Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện thập niên 60, chủ cửa hàng to bao của tác giả Hồ Đồ. Tập 46. Chương 451. Bây giờ biết được Hứa Nam Nam đang yêu đương với một người khá tốt, là người của ủy ban huyện, có xe đạp để đi thì có lẽ chức vị không tệ. Không chừng có thể giúp cô ta chuyển hộ khẩu vào thành phố. Nếu như có thể có một người con rể thân phận không tồi, sau này đi ra ngoài cũng có thể diện. Ai còn có thể nói trước đây cô ta là người hầu được nữa. Nhưng lời này cô ta cũng không tiện nói trước mặt Hứa Hồng. Hy vọng lớn nhất của cô ta bây giờ vẫn là Hứa Hồng. Người Hứa Hồng hẹn hò là con trai của thủ trưởng. Làm thông gia với quan lớn như vậy, những người sau này làm quen được cũng đều sẽ là người ở tầng trên. Hồng Hồng à, cháu cũng phải nắm chắc. Đừng để nó đã kết hôn rồi mà cháu còn chưa có động tĩnh đó. Hứa Hồng bĩu môi, dục tốc bất đạt, bên nó có động tĩnh cũng không chắc có thể thành. Chị ta không tin người ta biết Hứa Nam Nam bị cha mẹ đuổi ra khỏi mà vẫn mà còn bằng lòng để nó gả đến. Ngày thứ hai Hứa Nam Nam đi làm, quả nhiên rất nhiều người tìm cô hỏi thăm chuyện người yêu. Người yêu của người làm ở ủy ban huyện cũng không khiến người ta kinh ngạc đến vậy, chủ yếu là chiếc xe đạp kia của Lâm Thanh Bách quá gây chú ý. Giống như là lái một chiếc Ferrari đến công ty đón bạn gái viên chức nhỏ tan làm vậy, khiến người ta không nhịn được phải tưởng tượng viển vông không thôi. Hứa Nam Nam không biết phải nói như thế nào, chỉ nói là ở bộ vũ trang chứ không nói làm gì. Mọi người vừa nghe là ở bộ vũ trang, lại nhìn trông sáng sủa như vậy, còn có xe đạp nữa, ai cũng cảm thấy Hứa Nam Nam tìm được một đối tượng tốt. Nam Nam, em hành động cũng nhanh thật đấy. Bữa trước chị còn cho rằng em và chỉ đạo viên Lâm kia không chừng có thể thành đôi cơ, thế mà em đã hẹn hò rồi. Lúc ăn trưa, Chu Phương vờ như không vui nói, chắc là đã tìm hiểu trước đó rồi, không chia sẻ với chị gì cả. Chị em yêu đương luôn rồi, mình lại là người biết cuối cùng, nghĩ tới là cảm thấy buồn. Hứa Nam Nam nói, thực sự không phải là em cố ý giấu giếm, trước đó cứ luôn nói là bạn bè, ai biết anh ấy có ý kia chứ. Nói đến là mặt cô lại đỏ. Hôm qua cô còn hỏi Lâm Thanh Bách có ý này từ lúc nào, ai ngờ đâu Lâm Thanh Bách lại nói chính anh ấy cũng không biết. Chỉ có điều đừng nói là Lâm Thanh Bách, ngay cả cô cũng không biết sao mình lại mơ mơ màng màng rồi lại dần dần có thiện cảm. Rồi chuyện tình cảm này đã là nước chảy thành sông rồi. Nhớ đến những hành động theo đuổi lãng mạn trước kia cô nhìn thấy kia, Hứa Nam Nam luôn cảm thấy mình có hơi thiệt thòi mà. Ai già, được rồi. Nhập gia tùy tục thôi, thời đại ăn còn không đủ no, chuyện lãng mạn kia cũng không cần nghĩ nữa, nghĩ nhiều đến chuyện cơm áo thì hơn. Chu Phương hỏi, người yêu em cũng quản em như Lý Vĩ Minh quản chị sao, bây giờ chị cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Hiện tại hai người đang chiến tranh, lạnh, chị ấy không muốn ăn cơm với Lý Vĩ Minh. Ngoảnh đầu lại nhìn, Lý Vĩ Minh còn đang ăn cơm ở một bàn khác, thỉnh thoảng nhìn sang phía bọn họ. Chị ấy bĩu môi hừ một tiếng. Lại nhìn Hứa Nam Nam, quản. Hứa Nam Nam nghĩ, hình như Lâm Thanh Bách không quản cô nhỉ. Ăn cơm thì anh chỉ mong sao cô ăn nhiều chút, ăn mặc, dường như cũng không quản. Trái lại còn cho cô một sấp phiếu vải quân dụng để cô muốn mua gì mặc thì cứ mua, đừng tiết kiệm. Thấy trong nhà cô toàn người già với trẻ con, cho rằng gia đình cô khó khăn luôn đấy. Có điều tình huống không giống, cũng không thể lấy ra để so sánh, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ai biết được sau này thế nào? Chu Phương phiền muộn xị mặt, thật là càng nghĩ càng không muốn kết hôn nữa. Một mình chị ăn ngon uống ngon, sau khi kết hôn chuyện gì cũng phải bận tâm, nghĩ đã thấy mệt. Chương 452. Đừng nói bậy, đây là chuyện lớn, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hứa Nam Nam khuyên đúng trọng tâm. Bây giờ cả văn phòng ai cũng biết Lý Vĩ Minh đang lo liệu cho việc kết hôn. Cả ngày đổi phiếu công nghiệp, đổi phiếu vải với bọn họ, còn bảo mọi người lúc đi công tác xem có đồ dùng gì có thể dùng cho kết hôn thì mang về hộ. Hứa Nam Nam cảm thấy nếu như không gặp được Lâm Thanh Bách, đến tuổi tìm một người như Lý Vĩ Minh, cô cũng không cảm thấy có gì không tốt. Buổi chiều Lâm Thanh Bách lại đến sớm đợi ở cổng hầm mỏ, anh còn phát thuốc cho người ở phòng gác cổng. Bây giờ chú vệ nhìn thấy anh là vui vẻ. Anh ấy đối xử với Hứa Nam Nam như cháu gái. Trước đó biết được đứa nhỏ này phải sống ấm ức. Bây giờ thì cuộc sống ngày càng tốt hơn rồi, lại còn tìm được một người yêu tốt như này. Làm cho người ta cảm thấy luôn có thể có được hy vọng,
cảm thấy cuộc sống của mọi người cũng sẽ ngày càng tốt hơn như thế. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Hứa Kiến Sinh chắp tay đi đến, cũng là đến tìm Vệ Quốc Bình. Nhìn thấy Lâm Thanh Bách thì hắn ta đánh mắt quan sát đánh giá anh. Lâm Thanh Bách đứng thẳng, gương mặt ung dung cười nhạt, không cảm thấy có chút mất tự nhiên nào. Nhìn thấy người trẻ tuổi như này, Hứa Kiến Sinh cũng tìm không ra có chỗ nào không tốt. Chuyện con gái mình tìm được người yêu đã truyền khắp hầm mỏ rồi, tất nhiên hắn ta cũng nghe thấy. Mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm không quản đứa con này, nhưng thật sự có chuyện này thì vẫn không nhịn được đến nhìn thử. Lo lắng nó gặp được người không tốt, vừa nhìn thì cũng thấy an tâm rồi. Vệ Quốc Binh nhìn hai người đánh giá quan sát lẫn nhau nhưng lại không nói gì, khó xử ho khan cười giới thiệu, đây là người yêu của Nam Nam, đồng chí Lâm. Lại nói với Lâm Thanh Bách, đây là chủ nhiệm Hứa. Cuối cùng cũng không nói là cha của Hứa Nam Nam, lo lắng sau khi nói ra sẽ khiến người ta càng lúng túng hơn. Lâm Thanh Bách cười gật đầu, không nói chuyện. Đây chính là không hề có ý đối xử với đối phương như là cha vợ. Trong lòng Hứa Kiến Sinh có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể so đo, chỉ có thể sụ mặt hàn huyên hai câu với Vệ Quốc Binh rồi đi. Đợi Hứa Kiến Sinh đi rồi, Vệ Quốc Binh có chút xấu hổ nói, Nam Nam nói hết với cháu rồi à? Lâm Thanh Bách nói, Nam Nam không nói gì, cháu nghe được từ em trai cháu. Những chuyện này cũng không phải là bí mật gì ở hầm mỏ. Nam Nam quả thực không nói gì với anh, chỉ có điều là lúc sắp phải về quê thì sẽ nói sơ qua thân thế của mình cho anh. Những chuyện khác anh đều biết được từ chỗ người khác, cũng rất cặn kẽ. Cho nên vừa nãy anh gặp Hứa Kiến Sinh, không hề xem trọng hắn ta chút nào. Ngoại trừ việc sinh Nam Nam thì cuộc đời này của hắn ta quá thất bại. Nghe thấy Lâm Thanh Bách nói như vậy, Vệ Quốc Binh gật đầu, đứa nhỏ Nam Nam này sống cũng không dễ gì. Chịu rất nhiều đau khổ, nhưng con bé thật sự là một đứa trẻ tốt. Lúc Hứa Nam Nam đến thì nhìn thấy dáng vẻ đang nói chuyện khá vui vẻ của hai người. Lên xe, Hứa Nam Nam bèn hỏi, sao ai anh cũng có thể nói chuyện được vậy? Em trai anh cũng vậy, có phải là nhà các anh di truyền phải không? Đều là tính dễ làm thân, chỉ là Lâm Thanh Bách có vẻ chững chạc hơn, không khiến người ta ghét. Lâm Thanh Bách vừa đạp xe vừa nói, anh với nó không giống nhau, đối mặt với người mình ghét, một câu anh cũng thấy nhiều. Nó thì có thể sống với người ta như anh em ruột. Ví dụ như Lưu Hồng Quân, bây giờ thằng nhóc đó coi Thanh Tùng là anh em ruột luôn rồi, bắt đầu làm phản luôn rồi. Hứa Nam Nam cười híp mắt lắc chân nhỏ của mình, ôi, anh với em hẹn hò, người nhà anh thật sự không phản đối à? Đừng để đến lúc có người vứt cho em tờ séc, khụ khụ, vứt cho em tờ phiếu lương thực. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 453. Lâm Thanh Bách chắc chắn nói, không đâu, bây giờ Lý Uyển quả thực không dám nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Lâm Thanh Bách. Vì chuyện kia mà khiến những nỗ lực nhiều năm qua của bà ta dành cho đứa con riêng này đều uổng phí, bây giờ không bằng mặt không bằng lòng với bà ta. Hiện nay Lý Uyển không dám khiêu chiến điểm mấu chốt của Lâm Thanh Bách. Có điều trong lòng rốt cuộc cũng có chút không cam tâm. Bà ta gửi điện báo cho Lâm Trường Trinh hy vọng ông ra mặt, xem có thể điều Lâm Thanh Bách về không. Ở một địa phương nhỏ có gì tốt chứ? Triển vọng ở quân đội tốt như vậy, các chú bác trong quân đội đều sẽ chăm sóc nó, thăng chức cũng nhanh. Sau này có thể thuận lý thành chương tiếp nhận chức vị của ông Lâm nhưng anh cứ muốn vì một người mà đến một nơi nhỏ như vậy. Sau khi đợi một lúc ở trong phòng, bà ta lại đi tìm Lâm Thanh Tùng. Kết quả Lâm Thanh Tùng chưa về, Lâm Thanh Bách cũng chưa về. Thật sự càng ngày càng quá đáng. Dù gì bà ta cũng là mẹ, lại có hai người lớn tuổi sống cùng, bất kể như thế nào hai đứa đó. Cũng không nên không dòng ngó tới như vậy chứ. Chú Lý và thím Lý thấy bà ta tâm trạng không tốt, bèn nói, hay là chúng ta đi ra ngoài một chút. Đúng lúc phải ăn cơm rồi. Sau khi chúng ta ăn xong đi dạo trong thành phố một lúc, khó khăn lắm mới quay về một chuyến, cứ quanh quẩn ở trong nhà mãi cũng không tốt. Nghe thấy hai người nói thế, Lý Uyển không phản đối. Cứ ở trong nhà suy nghĩ lung tung, cảm xúc của bà ta không tốt lên được. Sửa soạn một chút rồi mấy người đi ra ngoài, xuống lầu rời khỏi khu tập thể ủy ban huyện. Vừa ra khỏi cổng khu tập thể thì có một người từ bên cạnh chạy ra chặn trước mặt bọn họ. Quả thực là dọa ba người nhảy dựng hết cả lên.
cô không phải là nữ đồng chí hôm nọ sao? Nhìn rõ người chắn đường, Lý Uyển cau mày nói. Hôm đó bà ta không thích cái đứa Vu Nam Nam gì đó kia, nhưng cũng không thích cô gái này cho lắm. Về phần con trai nhỏ, Lý Uyển cũng không yêu cầu dòng dõi, chỉ cần nó thích là được. Nhưng cô gái này rõ ràng không phải là người con trai bà ta thích, hơn nữa còn thích gây chuyện, tất nhiên là bà ta không thích nổi được. Hứa Hồng căng thẳng nhìn ba người, cháu muốn nói chuyện về Vu Nam Nam với mọi người. Vu Nam Nam kia, nó không phải là cô gái tốt gì, ngay cả cha mẹ nó cũng không thích nó. Trước đó nó không phải là Vu Nam Nam, mà tên là Hứa Nam Nam, vì nhà cửa nên đã đổi họ để làm cháu gái người khác. Chị ta vừa nói xong câu này thì trên mặt chú Lý và thím Lý ở đằng sau có chút thay đổi. Lý Uyển cũng cau mày, cô đang nói lung tung cái gì vậy? Lý Uyển mới mặc kệ Vu Nam Nam là người nào, bất kể cô là người nào thì cũng đều không phải là con dâu được chọn lựa cho Lâm Thanh Bách trong lòng bà ta. Thấy Lý Uyển không tin, Hứa Hồng khẩn trương nói, những gì cháu nói đều là thật, mọi người đến hầm mỏ hỏi thăm một chút là sẽ biết. Bác cả của cháu là chủ nhiệm sản xuất của hầm mỏ, cô hỏi chuyện này là mọi người đều biết hết. Nếu như vẫn không tin, còn có thể đến quê chúng cháu để nghe ngóng, chính là thôn họ Hứa của Đại Sơn Cầu. Rốt cuộc thím Lý không nhịn được nữa, đồng chí trẻ, mẹ của Vu Nam Nam kia có phải tên là Lý Tĩnh không? Nên nghĩ đến từ sớm rồi, đứa nhỏ kia lớn lên có chút giống Lý Tĩnh khi nhỏ mà. Bây giờ lại nghe thấy thôn họ Hứa của Đại Sơn Câu, vậy thì không sai được nữa. Nghe thấy bà Lý hỏi như vậy, Hứa Hồng sửng sốt, gật đầu, sao bà biết được? Đúng là thật à, đôi mắt bà Lý đỏ lên, nhìn về phía ông Lý. Ông Lý cũng có chút kích động, nhưng cuối cùng vẫn nhìn sắc mặt của Lý Uyển, thấy bà ta căng mặt không vui thì kéo nhẹ bà cụ. Chương 454. Lý Uyển mím chặt môi, chú thím, chúng ta đi ăn cơm thôi. Những chuyện lung tung này không liên quan gì đến chúng ta. Thím Lý còn muốn hỏi chuyện của con gái mình, nhưng nhìn thấy phản ứng của Lý Uyển như vậy cũng không dám hỏi nhiều ở trước mặt. Bà ta chỉ có thể nhìn Hứa Hồng rồi đi theo sau Lý Uyển. Những gì cháu nói đều là thật mà. Hứa Hồng vội vàng đi theo nói. Lý Uyển quay đầu lại, nhíu mày, gương mặt ghét bỏ, bất kể lời cô nói là thật hay giả, chúng tôi đều không quan tâm. Đồng chí, xin cô có chút tôn trọng đi, đừng có đi theo. Suy cho cùng làm vợ thủ trưởng nhiều năm rồi, khí thế vẫn phải có, bà ta nghiêm mặt không vui như thế thì Hứa Hồng không dám đi theo nữa. Chị ta không cam lòng dậm chân, những gì chị ta nói đều là thật, sao lại không tin chứ? Đến tiệm cơm, chú Lý và thím Lý rõ ràng là không tập trung. Lý Uyển nhìn phản ứng này của hai người, cũng không có khẩu vị để ăn. Bà ta thế này vì cái gì chứ? Nỗ lực nhiều năm như vậy mà vẫn không bằng được con bé lòng lang dạ sói kia. Có điều Vu Nam Nam kia, thật sự không thể ở bên Thanh Bách được. Con nhóc từng là con của cô ta mà trở thành con dâu của bà ta, vậy chẳng phải là sau này bà ta sẽ thành thông gia với Lý Tĩnh sao? Hơn nữa nghe đồng chí nữ kia vừa nói, đứa con này của Lý Tĩnh giống với Lý Tĩnh, đều là người vì lợi ích mà không để ý đến cả tình thân. Người như vậy, sao có thể làm người một nhà được? Khuyên nhủ chắc chắn là không khuyên được, vẫn phải để Lâm Thanh Bách mau chóng rời khỏi đây. Chuyện tình cảm không có gì là to tát cả, sau khi rời khỏi thì sẽ gặp được người thích hợp, quen nhau vào lúc này cũng chẳng là gì. Bởi vì ông Vu bà Vu đều thúc giục, cho nên nhân ngày cuối tuần được nghỉ, Hứa Nam Nam để đồng chí Lâm Thanh Bách chính thức đến nhà gặp mặt người lớn. Hứa Nam Nam thấy vui vì may mà mình còn chưa đến tuổi kết hôn, nếu không cô hoài nghi chắc chắn mình sẽ bị giục cưới luôn mất. Lúc cô nói chuyện này với Lâm Thanh Bách, trong lòng có chút thấp thỏm. Lo lắng đến lúc đó Lâm Thanh Bách sẽ biểu hiện không tốt, khiến cho ông bà không hài lòng thì làm sao? Bình thường thì cô rất có tự tin với anh, nhưng thật sự đến lúc này thì trong lòng không nhịn được phải nghĩ nhiều. Lâm Thanh Bách xoa đỉnh đầu cô, cười híp mắt nói, yên tâm đi, đảm bảo ông bà nhìn thấy anh sẽ thừa nhận người cháu rể là anh đây. Hứa Nam Nam xì một tiếng, đồ tự khen mình. Lâm Thanh Bách mỉm môi cười, cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, Nam Nam, đợi qua lần này, anh cũng đưa em về gặp phụ huynh có được không? Đi gặp cha anh à, mẹ kế của anh thì không cần gặp dâu. Lâm Thanh Bách cười gật đầu, ừ. Cuối tuần, Lâm Thanh Bách xách một móng giò, một giỏ trái cây và hai hộp bánh ngọt đến nhà.
vào thời này thì đã là món quà rất được rồi. Có những nhà thiếu lương thực, nửa túi khoai lang đã có thể gả con gái đi. Món quà mang đến nhà lần này của Lâm Thanh Bách khiến cho hàng xóm gần nhìn mà đỏ mắt hết cả lên. Có điều nhìn thấy đứa cháu rể này của người ta cao lớn, cực kỳ sáng sủa, cũng biết là người không dễ chọc, trái lại thì không có ai nói những lời chua ngoa gì cả. Từ khi Lâm Thanh Bách vào cửa, khóe miệng của bà Vu chưa bao giờ khép lại, lôi kéo cánh tay Lâm Thanh Bách, cứ nhìn mấy lần. Chàng trai thật là sáng sủa, ăn no thì đều sáng sủa cả mà. Hứa Nam Nam ở bên cạnh cười, không nhìn nổi dáng vẻ đắc ý ung dung của Lâm Thanh Bách. Bà Vu nói, Thanh Bách là quân nhân nhỉ, con bà trước đây cũng là quân nhân, nhà chúng ta đúng thật là có duyên. Bởi vì con trai mình là quân nhân nên tất nhiên bà cụ sẽ cảm thấy thân thiết với quân nhân. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 455. Khụ khụ khụ, ông Vu ở bên cạnh ho khan mấy tiếng, trông rất nghiêm túc. Lâm Thanh Bách cười, ông ạ, ôi chao, một tiếng ông này đúng là làm cho ông Vu mở cờ trong bụng, thế là cả một câu làm khó dễ cũng không thốt ra được. Ông Vu cười rạng rỡ không thấy mắt đâu, ôi, cái gì nhỉ, Nam Nam nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan, cháu phải đối xử tốt với nó đấy. Lâm Thanh Bách nhìn Hứa Nam Nam, cháu chắc chắn sẽ làm vậy. Hứa Nam Nam đỏ mặt. Tiểu Mãn và Mộc Đầu, Thạch Đầu ở bên cạnh ăn bánh ngọt không dám nói chuyện. Một lúc sau, Tiểu Mãn nhỏ giọng hỏi, chị em phải gả cho người ta sao, đây là anh rể em sao? Lâm Thanh Bách cười dịu dàng nói, sau này chị gái em phải gả cho anh là anh rể em. Anh rể, Tiểu Mãn nhỏ giọng gọi một tiếng, rồi lại ngại ngùng chạy ra một bên. Mắt thì nhìn trộm người anh rể này, sau này có anh rể ở đây thì sẽ không ai dám bắt nạt chị cô bé nữa. Bà cụ nhà họ Hứa cũng không được. Lâm Thanh Bách lại không ngờ cô em vợ của mình lại hay xấu hổ như vậy, không nhịn được nhìn Hứa Nam Nam cười. Tính cách của hai chị em khác nhau quá nhiều. Lại cảm thấy tính cách trước đây của Hứa Nam Nam có lẽ cũng như thế này, chỉ là sau này không có ai để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình nên mới trở thành như bây giờ. Ánh mắt nhìn Hứa Nam Nam của anh thế là lại mang theo mấy phần đau lòng. Hứa Nam Nam đang bị tiếng anh rể của Tiểu Mãn làm cho có chút mất tự nhiên, ngẩng đầu thì lại nhìn thấy ánh mắt đau lòng này của Lâm Thanh Bách. Cô lập tức thắc mắc, có xảy ra chuyện gì sao, vừa nãy không phải còn tốt sao, sao lại trông như này rồi nhỉ? Trong đầu anh lại đang nghĩ gì thế? Nhìn hai đứa trẻ liếc mắt đưa tình, ông Vu và bà Vu âm thầm vui mừng. Trông vậy là chắc là cả hai đều thích nhau, chuyện nhìn chung là đã thành rồi. Buổi trưa Hứa Nam Nam nấu cơm, bà Vu cũng không quản. Theo cách nghĩ của bà ấy, để bên Nam nhìn thấy bản lĩnh của cháu gái mình, biết được cháu gái mình là một cô gái tốt có thể chăm lo việc nhà thì sau này sẽ càng yêu thích hơn nữa. Hứa Nam Nam cũng hết cách với suy nghĩ của bà cụ. Cô nấu cơm cũng không sao, nhưng cũng không muốn để Lâm Thanh Bách vì cô nấu ăn ngon nên mới lấy cô. Vậy còn không bằng lấy một đầu bếp về đi. Hứa Nam Nam với Tiểu Mãn nấu cơm trong bếp. Tiểu Mãn giúp nhóm lửa, Hứa Nam Nam vừa thái thức ăn vừa oán giận vô cùng. Tại sao con gái thì nhất định phải nấu cơm lo liệu việc nhà chứ? Cô cũng có thể kiếm tiền mà. Một lúc sau, Lâm Thanh Bách cười híp mắt đi vào, nhìn thấy Hứa Nam Nam rầu môi, cũng không nói gì, đi đến cầm lấy cái muôi. Tiểu Mãn nhìn thấy anh rể đi vào, lại cúi đầu xuống. Hứa Nam Nam nhìn anh, sao anh lại vào đây, ông bà bảo anh vào à? Anh nói vào nhìn thử, hai người cũng không nói gì. Lâm Thanh Bách sao có thể không biết suy nghĩ của người già chứ? Tìm cháu rể, tất nhiên cũng muốn tìm một người biết quan tâm chăm sóc chu đáo. Nếu như anh thật sự chỉ ngồi ở ngoài làm ông lớn thì xem chừng hai ông bà cụ ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại không hài lòng. Hơn nữa chuyện nấu cơm này thật sự không khó. Trước đây ở Thượng Hải, sau khi mẹ bị bệnh qua đời, cơm nước trong nhà đều là anh nấu. Cũng không còn cách nào, hai người còn lại đều làm nghệ thuật, không phải là người nấu cơm. Thấy Lâm Thanh Bách đứng thẳng người trước bếp lò vung sẻng, nấu cơm một cách khí thế ngất trời. Hứa Nam Nam không nhịn được cong môi. Bữa cơm này, mọi người đều ăn cực kỳ thỏa mãn. Lần này, ông Vu và bà Vu mới thật sự hoàn toàn nhận đứa cháu rể này. Chỗ nào cũng tốt, không tìm ra có chỗ nào không tốt. Lớn tuổi một chút cũng không sao, ổn trọng,
biết yêu thương. Chương 456. Ăn cơm xong, để cho hai người Hứa Nam Nam và Lâm Thanh Bách ra ngoài đi dạo. Chuyện yêu đương sao có thể không hẹn hò ở riêng được chứ? Ba đứa nhỏ muốn đi theo ra ngoài thì bị ông Vu ngăn lại, mang chúng nó ra ngoài tản bộ. Đợi Hứa Nam Nam và Lâm Thanh Bách vừa đi, đã có người đến hỏi thăm chuyện về người yêu của Hứa Nam Nam. Có thể lấy ra nhiều đồ như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường, nếu không nhà ai mà nỡ chứ. Còn có người đoán có phải là vì ngôi nhà hai gian này của bọn họ hay không, bảo bà Vu chú ý chút, đừng để bị người ta lừa. Đây chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Trong này cũng có mấy nhà nhìn chúng Hứa Nam Nam, cô có công việc, con người cũng xinh xắn. Con dâu như vậy khó mà tìm được, nhưng mà phải dắt theo ba cái gánh nặng. Mặc dù mỗi tháng hai ông bà Vu đều có trợ cấp, nhưng lớn tuổi thì chính là gánh nặng. Nhỡ đâu sau này nằm trên giường không động đậy được, còn không phải là cần người hầu hạ sao? Nghĩ đến chuyện sức khỏe của hai ông bà cũng không được tốt, Hứa Nam Nam lại còn nhỏ nữa. Đợi qua một thời gian, không chừng hai ông bà mất rồi, hai chị em Hứa Nam Nam trông coi căn nhà này thì đến lúc đó thì lại cưới về làm vợ. Ai mà biết được nhanh như vậy đã bị người khác đến nẫng mất. Bà Vu cũng biết tâm tư của bọn họ, nghe thấy bọn họ nói Lâm Thanh Bách như vậy, lập tức không vui, người yêu nam. Nam của nhà chúng tôi không cần căn nhà này của chúng tôi. Người ta được phân một căn nhà trong ủy ban huyện rồi, đủ cho vợ chồng trẻ ở rồi. Có thể được phân nhà trong ủy ban huyện, vậy thì quá được. Tức khắc không ai dám nói bậy nữa, tránh đắc tội người ta. Lúc này Hứa Nam Nam mới nhận ra tại sao người của thời đại này lại không lãng mạn được nổi. Địa phương nhỏ như Nam Giang này, ngay cả rạp chiếu phim cũng không có. Muốn xem phim thì phải đi thành phố tỉnh lỵ xem. Không xem phim được, vậy dạo phố cũng không dạo nổi luôn. Chỉ có một xã mua bán, cũng lớn đấy, nhưng đi thì đồ tốt lúc nào cũng trong tình trạng hết sạch hàng. Muốn nắm tay sao, vừa nắm lấy, người đi lại trên đường lớn đều hận không thể nhìn chằm chằm cho thủng luôn đôi tay ấy. Hứa Nam Nam hết cách, giữ khoảng cách một thước đi song song trên đường. Đi được một lúc, thật sự cảm thấy không chịu được nữa, thế là dứt khoát đi đến bờ đê. Lúc này ít người nên không có mấy ai. Đến bờ đê rồi, Hứa Nam Nam trực tiếp kéo tay Lâm Thanh Bách, hai người ngồi sát nhau ngắm cảnh. Như này mới giống hẹn hò chứ. Lâm Thanh Bách nhìn đỉnh đầu cô, cười trộm. Cô gái nhỏ còn nhỏ đó, tuần sau vẫn phải dạo quanh một lượt thôi. Đôi mắt Hứa Nam Nam nhìn chằm chằm cây dương liễu ven sông, trong đầu đang nghĩ thời đại này còn có thể hẹn hò lãng mạn bằng cách nào. Tin nhắn, WeChat thì đừng nghĩ tới. Nếu không thì viết thư. Hình như lúc này không lưu hành bạn trên thư từ, cô và Lâm Thanh Bách vì lãng mạn mà thư từ với nhau, dường như có vẻ hơi phí tem. Hứa Nam Nam đột nhiên nghĩ đến, hận không thể vỗ đầu mình. Sao chuyện lớn như vậy lại suýt chút nữa quên mất vậy chứ, anh Lâm. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Bách, ánh mắt sáng lấp lánh, các anh có được phát tem không? Lâm Thanh Bách nhướng mày, dường như không rõ sao cô lại đột nhiên hỏi chuyện này. Cái này trước đây trong bộ đội có phát, có điều bây giờ bên bộ vũ trang thì không phát. Khụ khụ, em nghe nói, không phải trước đây các anh từng phát một bản tem quân bưu xanh gì đó sao, bây giờ còn không? Mắt cô sáng lên, Lâm Thanh Bách có thể nhìn thấy được cả ngọn lửa nhỏ ở bên trong đó. Mắt anh lóe lên, suy nghĩ nói, anh không có hứng thú với cái này, trước đây cũng không cần phải mua tem, thật sự không biết. Có điều có nghe nói đã bị tiêu hủy rồi. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 457. Đương nhiên Hứa Nam Nam biết là bị tiêu hủy rồi, nếu không sau này cũng không đáng giá như vậy đâu. Vậy còn có thể tìm được không? Em muốn sưu tập tem, hay là chúng ta sưu tập mấy bộ tem đi? Sau này không cần mua nhà cho đám nhỏ nữa. Để lại cho mỗi đứa một bộ tem quân bưu xanh. Nắm tay Lâm Thanh Bách che môi lại, ho nhẹ một tiếng, khó xử nói, cái này có lẽ là không tìm được nữa, mấy năm nay anh không có nhìn thấy. Hứa Nam Nam nghe thấy thế, lập tức sụt vai xuống như trái cà héo. Lâm Thanh Bách vỗ về xoa đỉnh đầu cô. Buổi tối Lâm Thanh Tùng về đến nhà thì nhìn thấy anh trai cậu đang lục giá sách, cuối cùng lấy ra một quyển sổ. Nhìn thấy thứ này Lâm Thanh Tùng bĩu môi.
anh trai cậu cũng không biết là học được từ đâu, rõ ràng là một quân nhân mà lại thích văn hóa nghệ thuật, lại còn sưu tập tem. Thứ đồ này giữ lại cũng không biết là để làm gì. Lâm Thanh Bách lật một lúc, cuối cùng cũng dở đến con tem mình thu thập được trước đây. Nhìn thấy ba con tem mới tinh trên đó, anh cười. Cũng không biết thứ đồ này có gì tốt mà khiến cho cô gái nhỏ nhớ mong như vậy. Có điều cô thích là được. Kẹp vào trong cuốn sổ mang theo bên người của mình xong, lúc này anh mới phát hiện em trai Lâm Thanh Tùng của mình về rồi. Thấy Lâm Thanh Bách cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, Lâm Thanh Tùng ngồi thẳng. Anh, hôm nay em nghe Lưu Hồng Quân nói hình như cha cậu ta ở nhà nói rằng anh sắp đi rồi. Hình như là tin tức phía thủ đô, bảo anh quay về gì đó ấy. Bây giờ Lưu Hồng Quân đã phản bội hoàn toàn, trở thành tay sai của cậu ta rồi. Kể cả nói thông tin của Lưu Kiến Quân cha cậu ta ra bên ngoài. Có điều Lâm Thanh Tùng cũng không tin hết, không biết tên này có phải là nói thật hay không. Sắc mặt Lâm Thanh Bách thay đổi, anh mím chặt môi, đứng lên đi ra ngoài. Ký túc xá và phòng tiếp khách của Ủy ban huyện ở trong cùng một khu, không đến 2 phút Lâm Thanh Bách đã gõ cửa nhà của Lý Uyển. Lý Uyển mở cửa, nhìn thấy Lâm Thanh Bách đứng ở cửa, trên mặt có chút kinh ngạc. Bà ta mở cửa ra, Thanh Bách đến rồi, vào trong rồi nói chuyện. Lâm Thanh Bách lạnh mặt đi vào. Thím Lý đang ở trong may quần áo, nhìn thấy anh đến thì chào hỏi một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Lý Uyển từ sau lưng anh đi tới, sao đột nhiên lại qua đây? Trước đó còn chẳng hỏi han tới người mẹ là bà ta đâu. Có phải là gì điện báo cho thủ đô phải không? Lâm Thanh Bách nhìn bà ta. Lý Uyển không ngờ Lâm Thanh Bách biết được chuyện này nhanh như vậy, gì không nói gì cả, chỉ nói tình huống bên này cho cha con thôi. Ý của ông ấy cũng là muốn để con quay về. Dù sao ở bên này cũng không có triển vọng gì cả. Đồng chí Lý Uyển, có phải bà cho rằng chút quyền lực của Lâm Trường Trinh có thể để bà một tay che trời phải không? Bà đang học ai vậy? Bà không có năng lực đó thì tốt nhất nên an phận thủ thường. Đừng làm ra chuyện rắc rối gì, đừng để đến lúc đó cả nhà họ Lâm phải chôn cùng bà. Đây là lần đầu tiên Lý Uyển nghe được giọng điệu như thế này, tức đến run người. Thanh Bách, đây là giọng điệu con nói chuyện với gì sao? Tôi đang nói chuyện với người giai cấp địa chủ tư tưởng giác ngộ không cao. Bà biết chính bà đang làm cái gì không? Lợi dụng chút đặc quyền để khoa tay múa chân ở trong quân đội. Nếu như sau này có biến động nhỏ nào thì, người gặp chuyện đầu tiên chính là bà và kéo theo cả người chống lưng cho bà nữa. Gì thế này còn không phải là vì con sao? Đôi mắt Lý Uyển đỏ ửng lên, là vì tiền đồ của con cả mà. Đừng nói là vì tôi, tiền đồ đúng là không giả, nhưng lại không phải là vì tôi, vì ai thì tự bà rõ. Chương 458. Gương mặt Lâm Thanh Bách lạnh giá, ngay cả biểu hiện giả dối giả bộ hòa thuận lúc bình thường cũng không muốn làm nữa. Lý Uyển trợn to mắt, có chút không dám tin. Lâm Thanh Bách rũ mắt, lạnh lẽo nhìn bà ta, tôi sẽ làm như bà mong muốn, sau này sẽ chăm sóc cho Thanh Tùng, nhưng sự khống chế của bà với tôi đến đây là chấm dứt. Nói xong, anh không thèm nhìn Lý Uyển lấy một cái, quay người sải bước rời khỏi. Đến như một cơn gió, lại rời đi nhanh chóng, dọa cho thím Lý không phản ứng kịp. Vừa rồi đứa nhỏ đó sao lại nói chuyện kiểu vậy với Tiểu Uyển chứ? Tiểu Uyển, rốt cuộc là có chuyện gì, sao đứa nhỏ lại tức giận như vậy? Không sao, thằng bé cáu kỉnh thôi. Lý Uyển cắn răng, lau mắt. Bà ta không ngờ rằng tâm tư của mình lại đã bị Lâm Thanh Bách nhìn ra từ sớm. Những năm này ngay cả Lâm Thanh Tùng cũng không biết, thế mà lại bị nó nhìn ra. Thím Lý, 2 ngày nữa chúng ta về thủ đô. Hả? À, thím Lý kinh ngạc một lúc, có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Thứ hai đi làm, mặt mày Hứa Nam Nam rạng rỡ. Ngay cả chị Liễu cũng trêu ghẹo cô gần đây có chuyện tốt. Vẫn còn sớm, dù sao cũng phải qua 2 năm nữa. Hứa Nam Nam cười, đột nhiên ngây người, qua 2 năm nữa. Qua 2 năm nữa cũng không sao. Chị thấy người yêu em cũng tốt lắm, lần trước chị nhìn trộm rồi, là một người có thể dựa vào. Chị Liễu nói với giọng người từng trải. Trong lòng Hứa Nam Nam có chuyện giấu giếm, đột nhiên có chút bừng tỉnh. Sau khi đến đây, cô luôn bận rộn làm sao để mình tiếp tục sống sót, làm sao để sống tốt hơn nữa, dường như có vài chuyện cô không nghĩ tới theo bản năng. Cán sự Vu, có người tìm. Đột nhiên có người ở cửa hét lên. Hứa Nam Nam ra xem, là Tiểu Cao của phòng bảo vệ. Cô đi theo, hỏi, ai thế?
là một nữ đồng chí trung niên. Tiểu Cao cười nói, đúng rồi cán sự Vu, người yêu của cô thật tốt, ai trong chúng tôi cũng thoải mái nói chuyện được. Hứa Nam Nam nghe thấy có người khen Lâm Thanh Bách, trong lòng cảm thấy vui vẻ vinh dự, lời nói lại khiêm tốn, đó cũng do tính tình mọi người tốt nên mới dễ nói chuyện. Khi đến cửa nhìn thấy người tới, Hứa Nam Nam có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy như trong dự đoán. Chuyện quang phiếu lương thực trong truyền thuyết sắp đến rồi sao? Lý Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng gác cổng, chú vệ và mấy đồng chí gác cổng khác ở bên cạnh rõ ràng đều có chút không được tự nhiên. Hứa Nam Nam đi tới, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây là nơi làm việc của người ta, đừng làm phiền người khác làm việc. Lúc này Lý Uyển mới đứng lên, nhìn mấy người rồi đi ra ngoài, ra đến bên ngoài. Đến chỗ mà người trong phòng gác cổng không nghe thấy hai người nói chuyện thì mới dừng lại. Hứa Nam Nam nhìn bà ta, không có chút căng thẳng nào như những người khác, có chuyện gì sao? Đây là thái độ đối xử với mẹ người yêu của cô sao? Lý Uyển không vui nói, không phải là gì không thừa nhận sao? Hứa Nam Nam thờ ơ, Lý Uyển tức giận, cuối cùng cũng không phát tác ra, cắn môi, như cô mong muốn, tôi sắp về thủ đô ngay rồi. Sẽ không làm phiền chuyện của hai người nữa, có điều tôi vẫn hy vọng cô có thể nghĩ cho Lâm Thanh Bách. Nó là một người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú, khi chưa tới Nam Giang thì nó đã sắp được nâng lên bậc chính quyền rồi, vào độ tuổi này cô biết có biết bao khó khăn không? Chúng tôi đều hy vọng nó có thể quay về thủ đô. Nhưng cô cũng biết, làm công nhân viên chức không dễ làm như vậy, phải có người giúp đỡ. Chúng tôi luôn dự định giới thiệu cho nó một người con gái của bạn cũ của cha nó, để sau này chăm sóc lẫn nhau. Nếu như cô thật sự muốn tốt cho Thanh Bách thì hy vọng cô có thể suy nghĩ đến lời tôi nói. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 459. Giọng điệu không có kiểu cao ngạo như trước đây, trái lại cực kỳ giống như một người mẹ lo lắng cho tương lai của con mình. Bà ta cũng không dám ra tay ở chỗ Lâm Thanh Bách, chỉ có thể tìm nữ đồng chí nhỏ tuổi này. Hứa Nam Nam nghe xong lại cười chế nhạo. Anh Lâm 14 tuổi về nhà, 15 tuổi đã bị các người sắp xếp vào quân đội. Đây chính là vì tốt cho anh ấy. Tôi là một người dân bình thường, không biết cái gì là có tương lai hay không có tương lai, cũng không biết làm công nhân viên chức còn cần kết bè kết phái. Tôi chỉ biết anh Lâm là người trưởng thành rồi, biết mình muốn làm gì, không ai có thể quyết định thay anh ấy. Dì không phải là mẹ ruột anh ấy, không thương anh ấy, nhưng tôi là người yêu anh ấy, tôi thương anh ấy. Lý Uyển không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại miệng lưỡi bén nhọn đến vậy, tức đến bật cười, Lý Tĩnh lại còn có thể sinh ra được đứa con gái như cô. Hứa Nam Nam nhíu mày, giọng điệu này là có quen Lý Tĩnh à? Lý Uyển dường như cảm thấy bản thân lỡ lời, mím môi, nói thì hay ho như vậy, chẳng qua cũng là không nỡ rời khỏi Thanh Bách mà thôi. Tôi không quản nổi các người, sẽ có người quản các người thôi. Bà ta cười lạnh với Hứa Nam Nam rồi quay người rời đi. Hứa Nam Nam hừ một tiếng, hoàn toàn không coi bà ta ra gì. Lại cũng không phải là mẹ ruột của anh Lâm, cũng không tốt với anh Lâm, cô không cần phải kính trọng. Buổi chiều Lâm Thanh Bách đến đón cô. Hứa Nam Nam không giấu, nói cho Lâm Thanh Bách chuyện Lý Uyển đến tìm cô và cả những gì hai người nói. Lâm Thanh Bách đạp xe, càng đạp càng nhanh. Bọn họ không vội vã về nhà mà đi hóng gió ở ngoại thành, thấy có cảnh đẹp thì mới dừng. Lại, thấy cô gái nhỏ trước mắt còn thấp hơn mình một cái đầu, Lâm Thanh Bách không nhịn được giơ tay ôm chặt cô vào lòng. Mềm mại, nhỏ nhắn như vậy, vậy mà còn nói thương anh. Lâm Thanh Bách cảm thấy buồn cười, nhưng mắt lại không nhịn được thấy cay cay. Đầu Hứa Nam Nam được anh ôm ở trong lòng, có chút khó chịu. Cô dãy dụa muốn thoát ra nhìn anh, nghiêm túc nói, sau này anh sẽ về thủ đô sao? Nói thật thì để cô rời khỏi Nam Giang đến thủ đô, cô cần chút dũng khí. Cuộc sống ở đây rất yên bình, cô còn phải chăm sóc ông bà và Tiểu Mãn, cô không thể rời khỏi đây được. Nhận được thì phải gánh vác trách nhiệm, ông bà cho cô nhà ở, cô phải để họ an hưởng tuổi già. Đây là cam kết dành cho bản thân của cô trước đây. Lâm Thanh Bách cúi đầu nhìn cô, bây giờ thì không, sau này, còn phải đợi rất lâu nữa. Rời khỏi nơi đó, bây giờ anh tạm thời không có suy nghĩ muốn quay về. Không quay về cũng tốt, ai biết ở đấy chắc chắn sẽ tốt chứ.
Hứa Nam Nam nghĩ tới chuyện sau này, cảm thấy Lâm Thanh Bách không quay về cũng tốt. Lâm Thanh Bách không khỏi xoa đỉnh đầu cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhịn không được hôn cô. Lúc ổn định lại tâm trạng, anh buông Hứa Nam Nam ra, rút từ trong lòng ra một cuốn sổ, lật cái trang để tem ra đặt trước mặt Hứa Nam Nam. Hứa Nam Nam đang buồn bực thì trước mắt xuất hiện thứ cô luôn hằng tha thiết ước mơ. Đây là, không phải là tem quân bưu xanh em muốn sao, đúng lúc tìm được bộ này. Em không biết khó biết bao đâu. Lâm Thanh Bách cảm thấy nên biểu hiện ra sự vất vả của mình một chút. Vừa nói xong thì trước mắt bỗng hoa lên, cổ anh đã bị người ta ôm chặt, ngay sau đó đôi môi bị cắn lấy. Cả người Lâm Thanh Bách giống như bị điện giật, từ cơ thể lên đến đầu đều cứng đờ hết. Lúc phản ứng lại thì Hứa Nam Nam đang cầm con tem cười vô cùng vui vẻ. Đôi mắt Hứa Nam Nam sáng lấp lánh nhìn anh, cảm ơn anh Lâm. Đây là hơn 2 triệu tệ đó. Hứa Nam Nam đột nhiên cảm thấy tay mình nặng quá. Chương 460. Lâm Thanh Bách nhìn môi cô nhớ lại sự mềm mại vừa nãy, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, anh cúi đầu chuẩn xác đáp lên đôi môi đỏ hồng kia. Hứa Nam Nam cảm nhận được mình bị một hơi thở lạ lẫm bao lấy, vừa có chút không thở nổi, lại có chút lâng lâng. Giống như càng lúc càng say, không biết qua bao lâu bọn họ mới tách ra. Gương mặt Hứa Nam Nam nóng hầm hập, theo bản năng nắm chặt tay lại. Cảm thấy có gì không đúng, cô cúi đầu nhìn, bảo bối giá trị nghìn vàng trên tay đã bị mồ hôi làm ướt. Trong đó có một tờ đã mềm nhũn. Lại nhìn Lâm Thanh Bách tràn đầy tình yêu trước mặt, cô không nhịn được siết nắm đấm đấm nhẹ anh mấy cái. Đồ phá của, có biết thứ này đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Có thể nói trước một tiếng rồi hôn không hả? Dù sao cũng phải đặt bảo bối xuống đã rồi mới hôn chứ. Lâm Thanh Bách cho rằng cô bị hôn nên không vui, lập tức sốt, ruột, đang chuẩn bị dỗ dành thì nghe thấy cô nói, trả lại tem cho em, trả lại tem cho em. Lâm Thanh Bách nín lặng, Lâm Thanh Tùng phát hiện anh cậu ta hôm nay không được bình thường. Vậy mà lại cầm gương của cậu soi, hơn nữa còn thỉnh thoảng sờ môi mình. Sau đó lại ngẩn người, một lúc sau lại cười. Rất là không bình thường, cũng không biết cán sự vu làm gì mà lại biến anh cậu ta trở nên như này. Lúc quay về nhà Hứa Nam Nam vẫn còn đang tiếc con tem của mình. Lúc cầm lấy tem cô đã nghĩ xong hết rồi, trước tiên sẽ không bán con tem này. Nếu như sau này không đến lúc thực sự cần phải tiêu tiền thì sẽ giữ lại. Dù sao đây là đồ quý nhất mà Lâm Thanh Bách tặng mình, giữ lại sau này truyền cho đời sau của mình. Nói với bọn nó, nhìn xem, đây là tín vật định tình của ông cháu tặng đấy, đáng giá biết bao. Bây giờ thì tốt rồi, hai tờ nhăn nheo. Một tờ trong đó còn thiếu mất góc. Sửa lại con tem, vẫn là dáng vẻ nhăn nhúm đó, cô đau lòng mấy giây rồi dứt khoát đặt vào trong tao bao. Nửa đêm, Hứa Nam Nam bị tiếng tinh tinh trong đầu đánh thức. Cổ lỗ sĩ, con tem kia, là thật à? Hứa Nam Nam mơ mơ màng màng liếc nhìn tin nhắn, bực bội gửi một tin nhắn qua, tôi từng bán đồ giả sao. Đây là hàng không bán, đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền. Thoát ra, ngủ tiếp. Xa phía bên kia, một người trẻ tuổi nào đó buồn bực nhìn bức ảnh trên cửa hàng tao bao, mặt mày ngẩn ngơ. Lý Uyển thật sự chuẩn bị rời đi, lần này đi đến Nam Giang không chỉ là vì đón Lâm Thanh Tùng quay về, mà cũng là vì hàn gắn lại quan hệ với Lâm Thanh Bách. Nhưng bây giờ xem ra hỏng bét hết cả. Bây giờ đứa nhỏ Thanh Tùng này cũng lớn rồi, bà ta cũng không quản nổi. Còn Thanh Bách thì lòng dạ sắt đá. Bà ta nghĩ, cảm thấy tự mình ra mặt vẫn không đủ, phải quay về bàn bạc với anh Lâm một chút. Còn về Thanh Bách và đứa con gái của Lý Tĩnh cũng không cần phải gấp. Bây giờ bọn họ còn chưa kết hôn được, vẫn còn thời gian. Không cần phải gây khó dễ với Thanh Bách về mặt này để đến lúc đó một chút tình cảm cuối cùng cũng không còn. Lý Uyển nghĩ thông suốt thì càng thêm rõ ràng, thậm chí cảm thấy trước khi đi mình vẫn còn có thể cải thiện mối quan hệ với hai đứa con một chút. Sáng sớm đi tìm hai người, muốn hẹn người một nhà cùng ăn một bữa cơm. Kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không có ai ra mở cửa. Vợ cục trưởng Cao ra ngoài đổ chậu nước tiểu, nhìn thấy bà ta đang gõ cửa, cười nói, chắc chắn là ra ngoài rồi, gần đây mỗi ngày hai anh em bộ trưởng Lâm ra ngoài sớm lắm. Trông thấy bà ấy bưng chậu nước tiểu, trong lòng Lý Uyển có chút không thoải mái, cười cười xoay người đi. Vợ cục trưởng Cao nhìn chậu nước tiểu trong tay mình, buồn bực nói, hai anh em bộ trưởng Lâm cũng không để ý này mà. Lúc quay về nhà, sắc mặt Lý Uyển vẫn không tốt.
cảm thấy hai anh em đang tránh mặt bà ta. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.